Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Và mình là Roma Vlog đây. Dạo gần đây có rất là nhiều điều đáng sợ đã xảy ra bên trong ngôi chùa hoang này mọi người. Điều đầu tiên là đột nhiên chùy kim cang nó phát sáng mọi người, như kiểu là nó đang báo hiệu một điều gì đó mọi người ạ. Ở trong buổi live stream vừa rồi, mình có thông báo với tất cả mọi người là trong đêm hôm đó mình sẽ dọn đồ qua đây để mà ngủ lại bên ngôi chùa này, để theo dõi toàn bộ tình hình của ngôi chùa mọi người. Vào đêm hôm đó mình đã theo dõi sát sao về tình trạng của chùy kim cang, và vào lúc hơn 1 giờ đêm đột nhiên tín hiệu đó lại lặp lại thêm một lần nữa mọi người. Nhưng tới khi mình lấy máy để mà quay lại thì mình làm không kịp mọi người, thì lúc đó tín hiệu đó đã dừng hẳn. Cho nên là mình đã đặt máy ở một góc để mà quay luôn, xem là khi nào mà chùy kim cang nó lại có trường hợp đó một lần nữa, để mình bắt được cái khoảnh khắc đó và cho tất cả mọi người xem. Và y như rằng mình đặt máy chưa đầy 30 phút mọi người thì chùy kim cang lại phát ra tín hiệu. Mà cũng như mọi người đang thấy đó, cái tín hiệu màu đỏ này khiến cho mình có một cảm giác chẳng lành mọi người. Mình có gọi hỏi thầy mình ở Tây Ninh thì thầy mình nói là có hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên, ông Lũ đã từng ký gửi linh hồn vào bên trong chùy kim cang này, và bây giờ ông gặp nạn cho nên là chùy kim cang nó có tác động. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là khi ông Lũ đi, ông Lũ biết á, là mình cần cái chùy kim cang này để mà đối phó với lại quỷ dữ mọi người. Cho nên nếu như mà ông ấy đi á, thì mình sẽ không sử dụng chùy kim cang này được nữa. Cho nên ông ấy đã phù phép linh lực hoặc là âm khí của ông ấy vào bên trong chùy kim cang, để khi mà có chuyện gì đó mình có thể sử dụng được chùy kim cang mọi người. Cho nên là đột nhiên nó phát ra tín hiệu. Nhưng đó cũng chỉ là phỏng đoán thôi. Cho nên là mình đã ra am thờ và hỏi thầy Hùng về chuyện tín hiệu của chùy kim cang, và mình nhận được câu trả lời của thầy Hùng là như thế này. Ok mọi người, hiện tại mình đang đứng phía trước bài vị của thầy Hùng mọi người. Thật sự là khi thấy cái chùy kim cang nó phát ra tín hiệu như vậy, mình rất là lo lắng mọi người. Mình lo không phải là vì mình sợ những cái điều nguy hiểm nó tới với mình, mà mình lo là không biết ông Lũ có đang gặp chuyện gì hay không nữa. Để dẹp bớt đi những cái sự lo lắng đó của mình thì ngày hôm nay mình sẽ hỏi thầy Hùng về chuyện này mọi người. Vì mình nghĩ là thầy Hùng là người biết rõ nhất, và có thể là thầy Hùng biết về chuyện này mọi người ạ. Xin phép tất cả mọi người mình được bắt đầu thắp hương để thực hiện giao tiếp với lại thầy Hùng nhé mọi người.
Cầu mong là ông Lũ không sao mọi người ạ. Dạ, con chào thầy ạ. Không biết là thầy có nghe những gì con nói không ạ? Dạ, ngày hôm nay con mạo muội đứng trước bài vị của thầy là con có một chuyện này muốn hỏi ý thầy ạ. Dạ, chuyện là từ lúc ông Lũ đi thì cái chùy Kim Cang nó không hề có bất cứ một động thái nào hay là một sự bất thường nào cả thầy ạ. Nhưng tự nhiên vừa rồi nó lại phát ra một tín hiệu màu đỏ nhấp nháy, nhưng nó không nhấp nháy luôn thầy, nó nhấp nháy từng hồi, cứ cách một vài tiếng hoặc là cách một vài canh giờ theo như những gì thầy đo đếm bằng canh giờ, có đúng không ạ? À? Thì nó cứ cách vài canh giờ, cách vài tiếng thì nó lại phát ra tín hiệu một lần. Thì không biết là như vậy có liên quan gì tới chuyện là ông Lũ gặp nguy hiểm không vậy thầy ạ? À? Mong thầy giải đáp giùm cho con ạ. À. Đang đến là cái điều lần trước mà thầy nói với con có đúng không ạ? À? Ông Lũ không sao thì con mừng lắm rồi thầy ơi. Con cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy đã giải đáp cho con ạ. À. Dạ, từ bây giờ con sẽ ngủ lại ở đây. Để có chuyện gì, con còn có thể phản ứng kịp cùng với thầy ạ. Dạ, con cảm ơn thầy. Con chào thầy ạ. Mọi người cũng đã nghe thầy Hùng nói rồi đó mọi người. Có thể ông Lũ đã dùng chùy Kim Cang để mà báo hiệu cho mình và thầy Hùng biết là có một điều gì đó đáng sợ đang tới mọi người ạ. Điều mà mình cần làm hiện tại là chờ đợi mọi người. Vì chuyện gì tới, ác nó sẽ tới. Mọi người có biết là tại sao mình lại lo sợ về cái chuyện chùy Kim Cang phát ra tín hiệu của mọi người? Mọi người có thấy cái màu tín hiệu mà chùy Kim Cang phát ra đó là màu đỏ mọi người, mà trong tâm linh
Màu đỏ là màu không may mắn mọi người ạ. Từ bây giờ thì mình đã ngủ lại ở bên chùa hoang này rồi mọi người. Mình sẽ theo dõi tình hình của ngôi chùa này. Nếu như có bất cứ một chuyện gì xảy ra, mình sẽ cập nhật cho tất cả mọi người biết ngay ạ. Đã có một chuyện rất là đáng sợ vừa mới xảy ra ở bên trong ngôi chùa này mọi người. Vào lúc nãy khi mà mình về nhà để tắm rửa ăn cơm mọi người, thì đột nhiên mình nghe camera báo động bên chùa reo lên mọi người. Nhưng trong lúc đó mình đang tắm, cho tới khi mình tắm ra rồi mình mở điện thoại lên mình xem, thì mình thấy cái cảnh tượng như thế này mọi người. Thì có một người đàn ông đi vào bên trong ngôi chùa này mọi người. Người đó đi từ phía sau chùa, đi hướng thẳng qua am thờ mọi người. Mình không biết là người đó đã làm gì, nhưng mà tới tận 5 phút thì đột nhiên chuyện này đã xảy ra mọi người. Mình không biết là người đó đã thấy điều gì nữa mọi người. Nhưng nhìn cái dáng vẻ đi ra của người đó, hình như là đang sợ hãi một điều gì đó mọi người ạ. Và đột nhiên thầy Hùng xuất hiện. Và phần còn lại như thế nào thì mọi người cũng đã thấy rồi đúng không? Mình không biết là hiện tại chuyện gì đã xảy ra với người đó rồi mọi người. Nhưng khi mình qua bên đây thì không kịp nữa. Mình qua tới bên đây rồi là người đó đã đi rồi mọi người. Và khi mình vào bên trong am thờ thì mình không thấy thầy Hùng xuất hiện ở bên trong am thờ nữa mọi người. Mọi người có vừa mới thấy cái gì vừa phớt qua mặt mình không mọi người? Phớt qua mặt mình vậy nè. Cũng may mắn mọi người. Chết cha, cái bùa ẩn thân mình đâu rồi trời.